Hello 500 anh em à không, Hello 1.700 anh em. Tại vì à, thực sự ra ta mà kênh của mình đã được 1.700 subscriber rồi thì à, có 1.700 anh em đã theo dõi các cái video và ủng hộ mình à, đã nhấn đăng ký cho cái uh, kênh của mình thì ok. Hôm nay chào 1700 anh em và à, chào mừng mọi người đã quay lại với kênh Mazimbu Channel của mình và mình là Bu đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách tắt cái chế độ Real Time Protection à, thì ở một số video của Bu uh, Bu có hướng dẫn hoặc là Bu hay nói là mọi người nhớ tắt cái chế độ Real Time Protection trước à, để làm chi để mà mình thân up cái này để là mình 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 mình, mình bypass qua cái phần virus thì uh, có một cái, cái 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 chức năng này á nó sẽ uh, giúp cho chúng ta uh, chống lại các cái con virus từ uh, những cái nguồn như là internet hay là USB nó Real Time Real Time là 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 thời gian thật á, real time, thời gian thật là nó luôn luôn bảo vệ cái máy tính của mình và nó chống khỏi uh, máy tính của mình khỏi uh, các cái tác nhân từ USB virus rồi cả cái. Nhưng mà dĩ nhiên có những cái con virus nó quá thông minh thì uh, nó vẫn vượt qua được. Thì đây trong ở đây ha, mọi người vào đây ha, vào đây vào setting, uh, vào phần privacy and security, xong vào phần Windows security, sau đó chúng ta vào phần virus. Rồi ở đây mọi người ngay chỗ phần Virus and Threat Protection Setting thì mọi người chọn cái Manage Setting này ha Đây ngay chỗ này Real Time Protection Ok mọi người ha ngay chỗ này mình up nó đi Thì đây là cái chức năng mà chờ, bu hay kêu mọi người á Trong những cái video của bu trước đây bu hay kêu mọi người là vào đây tắt cái Real Time Protection đi Rồi mình chọn up ha mình chọn Yes ha Rồi song song với việc tắt Real Time Protection ở trên thì mình phải tắt luôn cái Time Protection ở phía dưới Tại vì nếu như chúng ta không tắt cái tamper này thì khi mà chúng ta reboot máy lại thì nó sẽ tự động bật cái real time protection này lên online thì chúng ta chúng ta sẽ không thể à, dùng được một số cái à, tool mà Bu hướng dẫn cho mọi người. Thì ok, hôm nay Bu sẽ hướng dẫn cho mọi người tắt cái chức năng này à, bằng cách là mình sẽ vào real time protection chọn Up ở chỗ này và chọn tamper protection chọn ốp chỗ này luôn ha. Mình vào lại cho mọi người xem ha, từ đâu nha, đây vào đây. vào setting vào privacy and security vào Windows security và vào phần virus and threat protection, vào phần manage settings. Và chúng ta cần turn off hai chỗ, một là real time protection chỗ này ha. Đây, chỗ này. Hai là cái tamper protection chỗ này ha. Ok. Rồi đây là cái phương pháp đơn giản nhất mà mọi người có thể tắt ngay tại chỗ này. Rồi bây giờ Bu sẽ hướng dẫn cách thứ hai bằng registry. Thì bây giờ Bu sẽ enable chỗ này lên lại ha. Yes. Đây enable lên lại thì bu sẽ tắt bằng registry. Đây là cách thứ hai thì mọi người vào cái phần uh, registry editor thì nó sẽ là mọi người search cái phần reg ha thì nó sẽ ra một cái uh, bộ công cụ registry editor. Thì đây mình, mình lên trên tuốt trên cùng này để mình hướng dẫn mọi người ha. Đây mọi người vào local machine ha và phần software ha và tìm phần policy ha sau đó tìm tiếp Microsoft ha và chúng ta sẽ tìm một cái phần à, gọi là Windows Defender này Windows Defender trong cái phần Windows Defender này chúng ta sẽ right click, phải right right ha chọn New Key rồi chỗ này mình sẽ à, có một cái key tên là Real to Time Protection ha real time protection ha. Rồi enter. Rồi trong cái real time protection này chúng ta sẽ tạo một cái new Dword 32 bit value ha. Và chúng chúng ta sẽ đặt cái này là đặt cái name của cái này là disable disable real time monitoring ha. Rồi Real -time Monitoring và chúng ta set cái giá trị double click vào nó sẽ cái giá trị là 1 rồi và chúng ta buộc phải đi vào trong này chúng ta tắt cái phần timer đi Windows Security Windows Security đây và Manage Setting và chúng ta phải buộc ốp cái này đi thì mục đích tại sao chúng ta ốp chỗ này và mục đích chúng ta sẽ sao làm cái truy kia thì là ở đây nè cái chỗ này nó sẽ bị mờ đi và nó sẽ không enable lên được nè, mọi người thấy chưa? Đó. Này, sau khi mình làm cái key này ở đây thì cái chỗ này nó sẽ không enable lên được nữa. Và tại sao mình tắt chỗ này? Tắt chỗ này là để đề phòng cái trường hợp khi chúng ta reboot cái máy tính chúng ta lại thì cái tamper protection này nó sẽ auto on cái real time protection này. Ok mọi người. Rồi, thì uh, Bu đã hướng dẫn xong cho mọi người cái cách tắt cái real time protection. Để chi để dùng một số cái tool mà thỉnh thoảng Bu hay hướng dẫn cho mọi người là phải tắt đi cái real time protection để mình làm xong cái cái đó rồi mình hạ bật lên lại. Thì uh, Bu khuyến cáo mọi người là luôn luôn bật cái chế độ của cái real time protection để bảo vệ cái máy tính của mình, nhưng thỉnh thoảng chúng ta sẽ uh, cần phải tắt nó đi và uh, chúng ta sẽ tắt ở trong một giai đoạn nào đó nhưng mà chúng ta cũng phải biết cách chúng ta tắt nó đi chứ không phải là uh, khi bu hướng dẫn bu nói tắt cái real time protection thì mọi người không biết cách tắt thì mọi người sẽ uh, uh, không biết làm tiếp theo cái video hướng dẫn của bu. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của bu và đừng quên nhấn nút đăng ký và đừng quên comment bên dưới để hỏi bu những cái uh, thắc mắc của mình nhé. Cảm ơn mọi người.